Chào các bạn có biết tư duy giáo dục là gì không nào? Nếu các bạn muốn biết thì các bạn xem hết video này. Mà hồi chúng ta đã biết về tam giác giáo dục, bây giờ lại thêm một cái đỉnh nữa gọi là tư duy giáo dục. Thì đầu tiên ta nói về tam giác giáo dục, ta gồm có ba đỉnh này. Đó là gia đình, nhà trường và xã hội. Đấy. Thì gia đình thì gồm có này, bố mẹ, anh chị em ruột. Đấy, cái môi trường tác động trực tiếp trong gia đình, cùng nhau ăn một bữa cơm hoặc cùng nhau chơi thể thao, cùng nhau đi du lịch. Trong quá trình đó nó cũng hình thành cái sự giáo dục nhân cách con người. Bố mẹ mà còn như con người chăm chỉ thì thường thường là con nó học theo bố mẹ, nó cũng chăm chỉ. Anh chị em học giỏi, anh và chị học giỏi thì em nó nói gương chị, nó cũng học giỏi. Đấy, thường là như vậy. Nhưng cũng có một số cái tác động ngược lại, nhưng mà thông thường là như vậy. Đó, còn bố mẹ mà giang hồ, đại ca rồi là kiểu này kiểu khác, cái con nó cũng nói theo bố mẹ thôi, nói theo cái gương đó thôi, là gương xấu, gương tốt tám nói. Đấy, đấy, bố mẹ mà thật thà thì thường thường là truyền thật thà cho con cái. Bố mẹ trung thực, còn bố mẹ mà giả dối, liệm xảo, anh chị, đen đỏ, xanh chín thì con nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó. Nên cái giáo dục gia đình đóng một vai trò rất quan trọng. Khi mà một đứa trẻ mà gia đình bất lực rồi thì nhà trường cũng rất khó tác động. Đương nhiên nó sẽ cũng chịu những cái sự chi phối, cũng thể hạn chế. Nhưng mà khi đứa trẻ mà bố mẹ bất lực thì nhà trường rất khó giáo dục. Còn nhà trường là gì? Yếu tố nhà trường thì một cái môi trường học đó gồm có thầy cô này, rồi bạn bè này, bạn bè cùng lớp cùng trường này, rồi cả cái hệ thức, các cái kiến thức học tập. Nhưng cái nên nó cũng tác động, nó cũng thay đổi nhân cách của con người. Có những trường hợp, những em bé, những trường hợp mà sinh ra trong cái gia đình mà bố mẹ mà có thể là tu tồi chẳng hạn, nhưng con nó vẫn trưởng thành bởi vì nó được sự giáo dục của nhà trường. Đấy, nó chịu tiếp thu, nó ít bị tác động, nó nhận thức được cái sai trái của gia đình. Đấy, bố mẹ, anh chị em mà nó sẽ chuyển hướng để là giáo dục cho nhà trường. Nên nhà trường đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong giáo dục. Nhưng bên cạnh đó phải kể đến đối giá gia đình. Đó. Tiếp tục là môi trường xã hội. Cái xã hội này rất lớn này. Một đứa trẻ được tác động bởi bạn, có môi trường có thể bạn ngoài trường. Bạn chơi thể thao, bạn đá bóng, bạn chăn trâu, vân vân. Đấy. Rồi cụm dân cư. Đấy, trong cái cụm dân cư nó cũng tác động. Đấy, hội phụ làng xã cụm dân cư nó cũng tác động vào cái hình thành cái phát triển của đứa trẻ. Có những đứa trẻ nó rủ nhau chơi những trò chơi rất chỉ là bổ ích, nhưng cũng nó chơi những cái trò chơi mà có thể là cần phải điều chỉnh về hành vi. Rồi anh chị em họ hàng, đấy, họ hàng cũng là môi trường xã hội, thỉnh thoảng họp họ đấy cũng nói nó cũng nêu gương những cái người tốt, học tốt chẳng hạn, những người thành đạt này, học họ này, thì họ hãy nêu hướng, đấy cũng hình thành cái ý thức giáo dục đứa trẻ. Đấy, tiếp tục một cái môi trường mà bây giờ xuất hiện càng nhiều đó là công nghệ thông tin, môi trường mạng xã hội, trang mạng xã hội. Trong này có này, Zalo, Facebook, YouTube, đấy, Facebook, đấy, rồi YouTube. Đấy, nó vân vân, nó tác động. Đấy, nó tác động vào đứa trẻ. Đấy, cái này nó bây giờ nó chi phối hoạt động đứa trẻ rất nhiều. Đấy, cho nên chúng ta cũng phải kiểm soát các cháu sử dụng mạng xã hội thì phải vào những cái chỗ nào giải trí, vui chơi hoặc là học tập, tránh những cái trang mạng bẩn. Đấy, những cái trang web bẩn thì nó sẽ làm hư nhân cách của đứa trẻ. Mà những đứa học sinh giỏi, các em có thể vào các trang web để học tập, chẳng hạn học tập môn toán, thì nó cũng giúp ích cho việc học tập, hình thành nhân cách cốt lõi của một con người. Đấy, cái này cũng tác động. Vậy thầy đã giới thiệu cho các bạn, tôi đã giới thiệu các bạn ba cái yếu tố mà giáo dục truyền thống ngày xưa chúng ta hay quan tâm tới gia đình, nhà trường và xã hội. Chúng ta tập trung vào chủ yếu gia đình mà quên nhà trường, mà quên đi yếu tố gia đình là không thể. Phải có kết nối này, phụ huynh và nhà trường. Rồi nhà trường và xã hội.
cái này. Rồi gia đình và xã hội phải có những kết nối này để tạo sử dụng chất lọc những cái tinh hoa để loại bỏ trong cái xã hội ấy, để hình thành nhân cách cho đứa trẻ. Nhưng mà vấn đề, một cái vấn đề nữa đó là cái yếu tố, cái bản thân con người đó, đó là cái nhận thức con người đó, là cái đỉnh bây giờ xuất hiện. Đấy, đó là nhận thức hoặc là tự học. Bây giờ cái vai trò tự học đóng vai trò quan trọng. Tự học đứa trẻ này chơi những cái tác động của nhà trường, gia đình, xã hội, thì có những em tự học và hình thành điều chỉnh cái nhân cách của mình một cách là nhận thức đấy là tốt, nó biết chất lọc. Chẳng hạn xã hội nó tác động những cái một cái tích cực thì em lại chất lọc những cái xấu, em lại chất lọc những cái tốt để hình thành nhân cách của mình. Đó là cái vai trò tự học, nhận thức, điều chỉnh hành vi mình, để nó điều chỉnh hành vi. Do đó cái vai trò của người học, của tự học, của tự nhận thức, chất lọc thông tin là vô cùng quan trọng trong cái môi trường đang có những cái biến đổi về tăng cường về cái sức mạnh của công nghệ thông tin các bạn nhé. Chẳng hạn gia đình, đứa trẻ nó sẽ chất lọc, nó bị tác động, nó chỉ chất lọc và hình thành cho mình những phẩm chất tốt nhất. Hoặc là tác động của xã hội thì đứa trẻ đó cũng bị tác động và đứa trẻ đó phải có cái tự học, tự nhận thức để tiếp thu những tinh hoa và loại bỏ những cái cặn bã của những điều không tốt trong những cái trang mạng bẩn chẳng hạn, ví dụ như vậy. Còn nhà trường như vậy, nhà trường thì thường thường giáo dục theo chuẩn với cái khoa học đấy. Nhưng trong đó có bạn bè, trong lực bạn bè thì có những bạn bè rất tốt, những bạn bè xấu, rủ rễ chẳng hạn, thì mình cũng phải chắt lọc để làm sao để cho hướng tới cái tốt nhất của bản thân đấy. Rồi thầy cô bạn bè, rồi cách học, cách giáo dục như thế nào để các em học sinh này đạt cái tối đa về cái hiệu quả trong quá trình dạy học, giáo dục, cái sáng kiến trong dạy học. Đấy là cái từ diện giáo dục mà tôi đã tiếp thu ở một số trang web của một giáo sư đấy, cũng khá nổi tiếng Việt ra, và tôi thấy rất hợp lý. Và những cái này mình quan tâm thì mình hiểu về quá trình một cách tổng thể để giáo dục một con người, một học sinh. Và ở đây nhấn mạnh cái vai trò tự học, tự nhận thức, tự chiếm lĩnh, điều trị hành vi để sao cho phù hợp. Trước một cái sự việc mình phải xem xét sự việc đó như thế nào, chắt lọc thông tin để mình sống, làm việc, cống hiến một cách tốt, hình thành một con người công dân có ích, đem lại những cái giá trị to lớn cho xã hội, cho chính bản thân người học sinh đó các bạn nhé. Trong ba cái tác động gia đình, nhà trường, xã hội, tác động thì người học phải là người chủ thể để tìm tòi kiến thức, để điều chỉnh hành vi, phát triển phẩm chất nhân cách của mình các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo.